Thưa quý vị, và trước những diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, mới đây thì quan chức chính phủ Brazil cũng đã thông báo lễ hội hóa trang Rio de Janeiro đổi tiếng dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 2 năm 2021 đã bị hoãn vô thời hạn do dịch bệnh. Theo ông Jorge Castanheira, Chủ tịch Liên đoàn các trường Samba độc lập của Rio de Janeiro, viết tắt là LIESA, cho biết việc đưa ra quyết định này vì không biết thời điểm tháng 2 năm 2021 dịch COVID-19 đã được khống chế hay chưa. Bên cạnh đó, các trường dạy vũ điệu Samba sẽ không có thời gian, nguồn lực tài chính để sẵn sàng cho Carnival 2021. Thông báo của LIESA chỉ áp dụng cho cuộc thi giữa các trường học Samba diễn ra tại Sambódromo mang tính biểu tượng ở thành phố Marvelous. Tuy nhiên, chính quyền thành phố vẫn chưa cho biết liệu các lễ hội đường phố có được phép hay không. Lễ hội hóa trang Rio thực sự bao gồm vô số cuộc diễu hành của các khối, những nhóm khu dân cư đi dạo nhảy múa trong một lễ hội bùng nổ của âm nhạc, hóa trang và rượu.